Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 15. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh dễ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. Chương 22. Ngày lễ ăn bánh không men, tức là lễ vượt qua đến gần. Các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giê-xu vì họ sợ dân. Vả, quỷ Sa-tan ám vào Giu-đa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp Ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giê-xu trong khi dân chúng không biết. Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giê-xu sai Phi-e-rơ và Giăng đi mà phán rằng: hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn. Hai người thưa rằng: thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu? Ngài đáp rằng: khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước. Hãy theo người vào nhà và nói cùng chủ nhà rằng: thầy phán cùng ngươi rằng, phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu. Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng. Các ngươi hãy dọn ở đó. Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn rồi phán rằng: hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Vả lại, này, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. Con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản Ngài. Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó. Môn đồ lại cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng: các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Hỡi Simon, Simon, này, quỷ Sa-tan đã đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn.
Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Phi-e-rơ thưa rằng, thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa đồng tù đồng chết. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Đoạn Ngài lại phán rằng, khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng, không thiếu chi hết. Ngài phán rằng, nhưng bây giờ ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao cũng vậy, ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng, Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. Các sứ đồ thưa rằng, thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng, ấy là đủ. Đoạn, Đức Chúa Giê-xu ra đi, lên núi Olive theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa và sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đứa ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng, sao các ngươi ngủ, hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi xa và sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong 12 sứ đồ đi trước hết, lại gần Đức Chúa Giê-xu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng, hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến bèn nói rằng, thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng, hãy để cho họ đến thế. Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giê-xu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng, các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giê-xu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhúm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đòi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giê-xu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có người thấy Phi-e-rơ nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giê-xu vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết ngươi nói gì. Đương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Vả những kẻ canh Đức Chúa Giê-xu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng, hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại rồi sai đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng, nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng, nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao?
Ngài đáp rằng: chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng: chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Chương 29. Đoạn Gia-cốp lên đường đi đến xứ của dân Đông Phương. Người nhìn xem thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn, các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho các bầy uống nước, đoạn lăn đá lại chỗ cũ đậy trên miệng giếng. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng: hỏi các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng: chúng tôi ở Charan đến. Người hỏi: các anh có biết La-ban con trai Na-cô chăng? Đáp rằng: chúng tôi biết. Lại hỏi: người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng: người vẫn được mạnh giỏi. Và này Ra-chiên con gái người đương đi đến cùng bầy chiên kia. Người nói: này, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước rồi thả đi ăn lại đi. Đáp rằng: chúng tôi làm như vậy chẳng được, phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho bầy uống nước được. Vả đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó thì Ra-chiên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Khi vừa thấy Ra-chiên con gái La-ban cậu mình thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của La-ban cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chiên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua. La-ban bèn đáp rằng: thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu. Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Đoạn La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Vả La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chiên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chiên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Gia-cốp yêu Ra-chiên nên nói rằng: vì nàng Ra-chiên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. La-ban trả lời rằng: thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy Gia-cốp vì Ra-chiên phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Kế đó Gia-cốp nói cùng La-ban rằng: hạn tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng. La-ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối bắt Lê-a con gái mình đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. La-ban lại cắt con đòi Sin-ba theo hầu Lê-a con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chiên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? La-ban đáp rằng: phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sao? Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chiên con gái mình cho chàng, và cắt con đòi Bila theo hầu Ra-chiên con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chiên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản, còn Ra-chiên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sinh một con trai, đặt tên là Ru-bên, vì nói rằng: Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai, đặt tên là Simeon, vì nói rằng: Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai, nàng rằng: lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sinh cho người ba con trai.
bởi có đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sinh một con trai và nói rằng: lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén. Chương 30. Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Ra-chên rằng: này con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sinh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa. Vậy Ra-chên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp và người đi lại cùng nàng. Bi-la thọ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai. Vì cớ ấy nàng đặt tên đứa trai đó là Đan. Bi-la: con đòi của Ra-chên thọ thai nữa và sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Vì cớ ấy nàng đặt tên đứa trai này là Nephtali. Lê-a thấy mình thôi sinh sản, bèn bắt Sin-ba con đòi mình làm hầu cho Gia-cốp. Sin-ba con đòi của Lê-a sinh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng: phước biết dường bao, rồi đặt tên đứa trai đó là Gác. Sin-ba con đòi của Lê-a sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp, thì Lê-a rằng: tôi lấy làm vui mừng dường bao, vì các con gái sẽ xưng ta được phước. Nàng bèn đặt tên đứa trai đó là A-xe. Nhằm mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng, gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng: xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó. Đáp rằng: cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa. Ra-chên rằng: ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng. Vậy đêm đó người lại nằm cùng nàng. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sinh cho Gia-cốp một con trai thứ năm. Nàng rằng: Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng. Vậy nàng đặt tên đứa con trai đó là Isaka. Lê-a thọ thai nữa, sinh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp, bèn nói rằng: Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quý báu, lần này chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sinh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn. Kế đó nàng sinh một con gái, đặt tên là Đi-na. Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Nàng thọ thai, sinh một con trai mà rằng: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph. Lại nói rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa. Khi Ra-chên đã sinh Joseph, thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi. Xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã được vì cớ giúp cậu để tôi đi. Bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào. La-ban đáp rằng: ước gì cậu được nhờ ơn cháu. Cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Lại nói rằng: cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho. Gia-cốp đáp: cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào, và về tay tôi bày súc vật cậu được ra sao. Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi. La-ban rằng: cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng: sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời này thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật của cậu nữa. Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy chiên bầy dê, hễ con nào có rằn, có đốm cùng chiên sắc đen thì tôi sẽ để riêng ra, ấy sẽ là phần công giá của tôi đó.
Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằng và đốm, các chiên con nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp. La Bàn đáp, ừ thôi, được như lời cháu nói. Chính ngày đó, La Bàn liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằng, có đốm, các vật nào có đém trắng và các chiên con có sắc đen giao cho mấy con trai mình, rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng 3 ngày đường. Gia-cốp bèn chăn bầy súc vật của La Bàn chỉ còn lại. Đoạn, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau, thì sinh chiên con có sọc, có rằng và có đốm. Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La Bàn trước mặt các con có sọc và có sắc đen, nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La Bàn. Vả mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì các chiên con gầy ốm để về phần La Bàn, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp. Vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.